Ngày 5 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh phát hiện cơ sở nước chấm Bình Dương đóng tại xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương có hành vi xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Tại thời điểm kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải của cơ sở có công suất là 80 mét khối trên một ngày đêm trong tình trạng không hoạt động. Đáng chú ý, cơ sở này còn có 3 bể nước thải cùng dung tích là 36 mét khối, được cấu tạo các van xả kích thước là 114mm dưới đáy bể. Khi thực nghiệm mở van thì nước thải trong các bể chảy trực tiếp ra con suối trong khu vực. Theo phản ánh của người dân, trong khu vực thì việc xả nước thải ra môi trường của cơ sở Bình Dương làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Được biết, sau khi bị phát hiện, chủ cơ sở nước chấm Bình Dương hứa tự khắc phục hệ thống xử lý nước thải và phá hủy hệ thống van xả ở đáy các bể.